lên đi. Mày đừng kia, làm cái gì đây à? Ê, đợi tao. Bọn tao chạy đấy, chạy đi. Buổi dài thế. Giờ lại còn có cả bọn tuần tra nữa. Cày thật đấy. Đi ăn trộm mà cứ như thế này chết đói. Giờ làm nào chứ, chẳng lẽ theo ông Huy đi làm phụ hồ à? Điên à, tao không đi đâu, nhục lắm. Mà làm cả ngày cũng được có 100 bạc. Giờ làm như thế nào để không bị bắt đây? Khoan khoan, từ từ. Hồi nhỏ bà tao còn nói mấy người bị sét đánh là thiêng lắm. Chỉ cần ăn cắp cái tay của người bị sét đánh ấy, mà chỉ nói về đâu nhá, là tao hồ đến đấy mà trộm cắp không lo bị phát hiện. Ê mày ghê thế, không được đâu. Mày không biết cái gì, ngày xưa bà tao dành mấy cái này lắm. Nhưng mà chặt tay người chết thật á? Ừ, tao đùa mày làm gì. Mày nhát như ma ấy. Nói gì thì nói chứ, tao nghĩ không nên đâu. Thế mày đi phụ hồ nhá. Điên à? Thế lại còn. Tao nghe nói ở sống trên rồi có người bị xét đánh chết. Giờ trời vẫn chưa sáng, tao với mày vác cuốc ra đó luôn. Chủ ngày ở cuối làng kìa, đất vẫn mềm lắm. Nhát như mày thì làm việc lớn kiểu gì, có muốn nhiều tiền không? Đi. Đây rồi. Mà tao có sao? Nhanh lên. Ừ. Được rồi, mặc cái này. Đấy thôi, còn nó thì yên tâm. Mày ghê quá. Nó mà không có hiệu nghiệm thì mang giải nhá. Cái này truyền từ xưa đến nay rồi, sai làm sao được sách. Mày đi luôn chứ dạo này đói lắm. Đi ban ngày luôn á? Liều thế. Trời, tin tôi đi, có cái này à, phát hiện bằng rời. Thế tùy mày. Kia, nhà kia. Đây rồi. Ngon đấy. Nhanh. Kìa, lấy, nhanh. Dịch vào. Thôi xong rồi. Mày quá. Tía. Thấy chưa, tao ngu. Tao đố đứa nào phát hiện được ra đấy. Ban đêm của công an thì anh em mình đi ban ngày. Ôi giời. Từ giờ tất cả tiền của trong cái xóm này đều là của tao hết. Mày ơi, ngày nào cũng đi trộm cả đống đồ như thế này mà vẫn không đủ tiêu. Bán hết đi, tao còn đi đánh bạc.
Hôm qua tao đen thôi, hôm nay nhá, tao phải gỡ gấp đôi. Ngày nào mày chả mất hết xong vào đen. Nói ít thôi, vào xem cái đống đồ này được bao nhiêu rồi mang đi bán đi. Ôi ôi, đen thế, thua mấy ván liền, cứ như bịp ấy. Lại thua hết à? Ngày nào cũng trộm đống đồ, xong mày phá hết như thế, tao chán lắm rồi ấy. Mày nói nhiều thế. Thôi mày biến đi cho tao ngủ. Dậy đi làm rồi. Trời đang mưa to đùng kìa. Đi cái gì mà đi. Mưa. Ủa, ngày gì xui cả ngày lẫn đêm. Ai đấy? Ai gõ cửa ấy nhỉ? Ra mở đi rồi biết. Có chuyện gì ấy? Mụ kia. Tôi lạnh quá. Cho tôi chú nhờ được không? Được rồi. Vào đi. Cô nhà đâu mẹ đêm hôm lang thang thế này? Nhà tôi cuối xóm. Ủa, thế còn xa, người nhà cô đâu? Tôi không có người nhà. Không có người nhà thì ngon rồi. Ơ thế nhà cô ai đấy? Họ hàng của mày à? Bà này vào chú mưa nhờ mà không có họ hàng gì cả. Thì sao? Nãy tôi tia rồi, vòng tay của bà ấy toàn là vàng thôi, đính cả kim cương nữa. Tiền đây chứ đâu. Thế mày định làm gì để lấy? Mày vào lấy ít thuốc mê, tao để trong ngăn kéo ở dưới bếp ấy. Mày lấy ra pha vào ít nước ấm ấy. Mày định làm gì? Làm gì kệ tao, không chết ai là được. Thôi đi đi, đi đi, đi đi, đi. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi đấy cô nhỉ? Cái bãi ma ở cuối làng mình ấy. À cô ơi, trời hơi lạnh, cô làm cốc nước ấm đi. Tôi không uống được. Sao ấy? Nước lọc thôi mà. Tôi không có tay. Hả? Tay cô đau à? Tôi bị lấy mất tay rồi. Lấy tay á? Ai lấy của cô? Là chúng mày!